Sách Bách Gia Tính đối chiếu Hán Việt 84 trang. Bách Gia Tính by Gia Sinh, nghĩa là họ của trăm nhà, là một văn bản ghi lại các họ phổ biến của người Trung Quốc. Văn bản này được soạn vào đầu thời Bắc Tống. Ban đầu danh sách có 411 họ, sau đó tăng lên 504 họ, gồm 444 họ đơn chỉ gồm một chữ, ví dụ Triệu, Hồ, và 60 họ kép gồm hai chữ, ví dụ Tư Mã, Gia Cát. Hiện nay có khoảng 800 họ phát sinh từ văn bản gốc này. Đây là thể thơ vần 8 chữ. Thứ tự không xếp theo sự phổ biến của từng họ, mà theo như học giả đời Tống Vương Minh Thanh Quang Minh Trinh các họ đầu tiên được nói tới trong danh sách là họ của các gia tộc quan trọng của triều đình phong kiến lúc đó, trước hết là triều trao họ của các hoàng đế nhà Tống, sau đó là tiền trên họ của các vua nước Ngô Việt, Tôn Xuân họ của chính phi Ngô Việt Vương và Lý Ly họ của các vua nước Nam Đường. Bốn họ tiếp theo sau đó Chu Châu Ngô U Trịnh Trần Vương Quang là họ bốn người vợ khác của Tiền Thục, vua Ngô Việt cuối cùng. Toàn bộ văn bản được xếp phần điệu và có thể đọc lên như một bài thơ bốn chữ một câu, vì vậy đôi khi trẻ em Trung Quốc sử dụng tác phẩm này để học vỡ lòng bên cạnh cuốn Tam Tự Kinh. Đây là bản soạn lại sắp xếp các họ theo thứ tự ABC để độc giả dễ tra cứu. Bản in lại theo nguyên gốc, chỉ còn vài bộ. Quý vị mua sách nhắn, tên sách, địa chỉ, điện thoại, họ tên người nhận để được chuyển sách miễn phí tận nhà. Kiểm tra sách ưng ý mới thanh toán.